Ủa cô bé, cô bé gì? sáng giờ cô Linh kiếm cô bé, thấy cô bé chưa? Mày im mất được nhỏ mà không có nói tao mà ngồi lại nha mày. Sao vậy? Mày không thấy con quỷ già kia hả? Con quỷ già kia sao? Đồ quết nhỏ này nhỏ nọ kia, giờ tùm lum chuyện tùm lum tà la. Có đâu tùm lum mà cô Linh kiếm cô bé thấy cô Linh chưa? Mày đừng có nói con Linh gì á, tao mắc cỡ cũng chết rồi nè. Đừng mắc cỡ. Mặt mẹ đi chơi đi với ổng giết à. Tiền sao tiền chữ không nữa? Mày vô cái vụ cái bông ngày hôm qua em nhớ hả? Thì của ổng kêu đòi lại hiện đòi lại chứ sao? Đòi nhưng mà bây giờ lỡ tao nói ấy Linh rồi nó nói là nghẹo tới phụ nữ rồi không biết thiên qua tức cọc rồi sao? Nghẹo tới phụ nữ rồi không biết thiên qua tức cọc rồi sao? Thì cũng cái tật của cô bé chứ đâu. Tật gì mày? Làm dứt điểm không làm. Kẹo không à. Mặt của mày xuống tao kẹo vậy? Thì cô nói cô bé làm dứt điểm đem qua đưa cô Linh luôn không? Đúng bè, tao muốn tặng cho ông Linh không? Phải ghi giấy, phải đưa tặng gì á. Tao ý định tặng ông Linh không? Cũng mày xuống không với ai? Tại vậy có tiền còn mua không bỏ tiền ra mua nhỏ bông mấy chục ngàn mấy trăm ngàn. Ủa què, tiền tao còn có ăn nữa bỏ tặng tao đâu phải nhiều cố thì tao lại đi dụ gái người ta. Đó vậy không đó giờ cái ngồi đó chốt người ta. Ông sơ xa xin xác. Chứ tặng cho cô Linh. Ông nó mua ông nó tặng bộ của ông biết ai. Tao không biết gì mày. Giờ tao mày cái mày xuống sao tao làm vậy à? Cô bé kêu ai đâu xuống. Giờ nhục cái mặt. Làm gì nhục? Nhục sao không? Mới nhục. Đưa bông xong giờ rồi lại nhục sao không? Tao đưa có tình ý tao đưa vậy thôi. Chứ bắt bộ làm què về bông từ từ nó cũng tàn chứ làm gì phải giữ lâu kìa. Cũng cái mặt mày chứ ai. Gì mặt con? Ngày qua phải mày cầm bó bông qua cái mày nói tặng Linh. Cũng mày xuống ghi tên tao chứ tao muốn hả? Thì vậy mới biết là cô bé. Tao không biết gì á. Chúc Linh mà có gặp mày nói sao một cái đó tại ông Hùng á, đừng nói gì tao á. Chứ giờ hôm qua ông ghi tên cô bé cô Linh tưởng còn mọi người tặng thì sao? Mới ghi tên đầy đủ được chứ. Thì cũng mày xuống rồi thà mày nói ghi tên ông Mười cho ông đòi lại cho ông mắc mặt ông đi. Đó mày cái gì cái vậy á, mày mốt mày phải hiểu mày rõ ràng nha mày. Rõ ràng rồi cô bé không rõ thì có. Nói cô bé đem qua đưa đi vậy phải ổn không không? Vậy qua tao mà đưa tao mất mặt nữa. Sao mất mặt? Ổng làm gì lắm dám kêu cô bé đòi lại. Tao không biết mày. Ủa cô bé không? Cô bé gì mày? Chứ gì hôm qua con nói cô bé đem qua đưa cho cô Linh. Ổng làm gì chứ? Giờ mặt mũi tao để đâu? Mà cô bé đưa ổng làm gì dám kêu cô bé đòi lại. Rồi tao đưa được Linh nó tưởng tao thương nó thiệt rồi sao? Trời vậy sao tưởng thiệt được? Đưa tặng tấm miếng ba mà. Thì kiếm tấm miếng ba rồi, dạ. Giữa da lên lúa hoài mà nội. Thấy này thiệt à, tự nhiên nghĩ sao đi qua đồ có bông em vậy? Em con gái mới lớn, tự nhiên nghĩ sao tặng người ta có cái bó bông mà ngay lời quốc tế phụ nữ nó đi qua đội người ta. Rồi bây giờ tôi biết nhìn mặt người ta làm sao? Bà nội, bà nói Vậy sao bảo dặn cái bài tử tôi luôn ấy chứ mình nói cái địa bộ đó nhìn thấy ghê ấy bà. Giờ tôi như vậy đó. Nổi da gà hết rồi mà nội ơi. Tự nhiên làm sao là sao? Tự nhiên bây giờ hả? Nghĩ sao người ta gái mới lớn lên đi tặng cái bó bông ngày quốc tế rồi. Ông Hùng á, đó cái đó là do ông Hùng á, bông của ông Hùng á, tôi không biết què gì ăn Hưng. Cái ăn Hưng nó ghi tên tôi chổng á. Cô bé đặng. Bé tặng bé đồ hồn phụ hết trơn đó mà ghi tên anh mà không ghi. Ủa vậy mà cái mày nói coi hồi ngày qua đúng là mày ghi tên không? Mà đứng xa xa không có dẹp trước mặt tôi nha. Trời em sao đó anh chịu trách nhiệm nên em biết chỗ xóm có nó đồ bung sùm hết trơn. Mà con ghê bông mà bắt tôi chịu trách nhiệm mình nổi. Chú gì phải chịu chứ. Quý mày, của mày á. Anh đi dẹp tôi ăn nha, tôi không có giỡn nữa nha. Giờ mày giải quyết chuyện này thôi. Rồi bây giờ coi như lỗi tôi chẳng ai bao quá. Bây giờ mày chửi mày đi, mày chửi tôi, mày đi về. Lại đi mày đứng cà dẻo vậy hoài á. Hạ mày chửi tôi đi. Tự nhiên
ngon đứng mày cà dẹp qua lắc 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 hùng què vậy đây. Ngồi đi bé. Lần đầu tiên cái ngay ngày quốc tế phụ nữ em qua tặng ông ta, rồi cái tự nhiên đi đậu rồi biết bao nhiêu người nhìn sáng giờ hả, đi đâu muốn lấy áo trang bịch lại, muốn lấy giờ đi mua cái mặt con bộ không đen luôn. Bà ngộ mà bạn gái mới lớn bọn tôi, con trai không mới lớn hả? Hai người nói chuyện em đâu mua. Mày đâu mày? Mua chín nước ngọt á. Mày vô mày giải thích vụ này coi. Khang đúng quá hả? Mày làm em đi đi. Chuyện này của em với anh mà liên quan tới nó đâu. Anh què vậy đây, tiện ngộ quá bà mình nói không? Tự nhiên có vụ cái bông không mà vô cà dẹo cũng ớn chết à. Vậy anh đi qua anh tặng em chi vậy? Qua em tặng em qua tặng chi qua gì bây giờ em không biết tên của anh mà bây giờ chịu trách nhiệm. Ông ngộ quá, đâu phải chính tay tôi tặng mà đâu. Tôi đâu phải chính tay tôi vô tôi tặng tay tôi tặng ngay bà đâu. Anh bé nói gì kỳ vậy? Nói vậy anh ơi, anh nói chuyện đi què cho tôi được không? Bây giờ đây không có ai nè. Có phong ghi tên của anh chứ bộ. Bà nói là có phong ghi tên của anh đi. Nói là quần què gì mà chéo vậy, chéo tôi đi vô á. Tính quần què tôi nói không với cái gì nha. Vợ á, nhìn mặt người ta làm sao? Thì bà cứ như mọi ngày bà mở mắt bà nhìn ta mắt quần què, bà hỏi tôi chỉ cách bà nhìn hả? Sao mở mắt được, mắt cỡ thấy mồ luôn. Vậy mốt về nhà lấy cái mền nó chùm vô phát hai lỗ đi ra được. Ngộ quá, ở gì cũng hỏi tôi, hỏi tôi cà dẻo cái ghét, sợ. Anh là đàn ông mà, anh có phải đàn ông vậy? Sao phải đàn ông mà nói, chứ mày nói gì ngộ à? Không lẽ tôi đàn bà giống bà? Đàn ông gì kỳ, đàn ông gì đâu mà tặng qua xong giờ phủi tay phủi chân không chịu trách nhiệm vậy? Vậy gì tôi nói ngày qua có hùng thương nha. Bông cổ gì đây, đã mấy ngày trước tôi nói bà sao? Cái gu của bà không phải tôi, mấy cái gu tôi là mấy con nhỏ kia phải giữ dằn lên tôi mới chịu. Chứ không phải mình mà ngựa cà dẹo như bà. Tôi mấy ngày trước tôi nói ra vậy là tôi giúp bà thôi. Làm con què bà tưởng thiệt hả? Giúp mình hôm qua đi ghi bông, tặng bông rồi ghi tên vô nữa. Tôi nói cái đó là quỷ hưng ghi nha. Rơi vô cái cuộc tình vậy đó mà em cũng không ngờ. Ê, tại do em mến anh á, em đi lợi anh rồi mới gặp cái ông nội này nè. Mà hả, giải ghê chết giờ đi thêm hoài, cuộc sống em giờ nó xáo. Gặp ông nội nào nữa? Thì ông nội mời đó. Ngộ quá cái... Tại anh không á. Chuyện bà gặp cái chuyện bà tôi đâu có giới thiệu là mai què đâu. Mà em chỉ qua em mến anh gặp anh không mà tự nhiên cái anh lâu vô cho đi đâu vô nhà gặp anh mời không à. Trời ơi, tôi nói mà nghe tự nhiên cái ngộ cái bà mới tôi thì tôi biết què đâu. Cái tự nhiên cái vô bà lũi vô nhà tôi chơi. Bà gặp ông Hùng, ổng cua bà hay gì kể ổng. Gặp anh Hùng anh cũng cản vậy, anh cản em mới nhờ anh giúp mới xảy ra chuyện này nè. Bây giờ chịu trách nhiệm trời tao đi. Giờ nói biết, tôi biết trước rồi hả nha, tôi biết trước là tôi không giờ tôi giúp bà. Tự nhiên bây giờ cái chuyện tôi giúp bà nó giờ y như giống thành thiệt vậy. Giờ hàng ngày tôi gặp bà tôi ói chữ cơm hả? Tôi nói tôi không biết nha, đừng nói chuyện như bà chạy vô ghẹo bà nha. Em mà biết lúc đầu anh từ chối anh thẳng thường vậy á, em mưng anh mùi cho rồi. Cái gì không mời bà nội? Tôi nói bà nghe nha. Tôi giúp bà chịu tôi muốn tốt bà nha. Bà không chịu mời nha, mới ngày hôm qua kìa. Đó, hẹn nhỏ kia nữa kìa. Ủa bà vô quen ổng quen cuộc tình tay 8 tay 9 luôn chứ đừng nói mà tay 3 tay 4. Anh có chịu em đâu. Chị em quen tôi giúp bà tôi nói với chị bà nào. Nói là nhiều lúc thì tôi cũng tức hơn bà nữa nè. Cái gì mà tức? Đó, mới ngày qua nè, con nhỏ đó là nó cũng thấy tôi là cái đẹp trai. Đó, nó cũng thích tôi. Nó xuống gặp tôi mà tự nhiên cái ông chặt đâu ra ngoài đường á, ngồi ổng nói chuyện. Ông không lên trên bây giờ cái ai cũng đổ lỗi lên đầu tôi, trời ơi trời. Sao tôi chịu nổi? Tôi chứ mày lấy rồi mà. Bây giờ làm sao? Không có làm sao hết, bà nói chuyện tôi đàng hoàng, cà dẹo vợ tôi đi vô á. Sao giờ anh chịu nhẹm tôi? Chịu cuồng què nữa, bây giờ tôi bà nói chuyện ai đổ lỗi lên đầu tôi á. Vậy tôi chịu không nổi nữa rồi. Bà nói lên đầu tôi đi nước cho bà uống đi. Ha 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 ha!
nói gì chạy chứ hả? Có nói gì đâu. Tự nhiên cái hôm qua đó đòi cái bông cái tự nhiên bỏ chạy luôn à. Cô Linh có nói gì ổng mới chạy vậy nè. Có chứ nói gì đâu. Tự nhiên đòi cái bông bây giờ hỏi không sao hôm qua đòi cái tự nhiên bỏ chạy luôn. Cười nó nói vậy sao chạy được. Thiệt không tin mà hỏi ổng đi. Tự nhiên chạy đông đổng đông đổng ra luôn à. Nó nói nghe bổn tin luôn á. Tiền vô nói cái bông chạy. Hôm qua mày đem cái bông qua đúng không? Rồi. Xong cái mày đi qua mày đòi lại. Tao hỏi ông tặng tao sao đòi lại. Cái tự nhiên nói chuyện qua lại hỏi tự nhiên vậy ông đổng lên bổn chạy luôn à. Gì kỳ vậy? Ai biết không đâu. Giờ nắng chưa ai dựa không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.